Vâng, tiếp theo em giới thiệu các bác Crown 3600VZ. Đấy là một trong những dòng đẩy rất là hot ở của Crown. Con này series là 9687 nha các bác, 9687. Mời các bác cùng xem mặt tiền là đây là cái phần các bác trưng bày trong phòng khách đây. Đấy. Đây là những con đẩy bãi nha bác, nó không có hàng mới đâu nha. Để mà sưu tầm được những con đẩy Crown cao cấp như thế này thì phải xanh lùng, tuyển lựa những con đẹp về. Không chỉ riêng Việt Nam chúng ta săn lùng những model như là 1002 này các bác, 2004 và 3600VZ và 5000VZ, 502VZ, đó là những model rất là đỉnh cao của cả Crown và được thế giới sử dụng và vẫn còn săn lùng nha các bác. Ở phía trên này nắp tem con này rất đẹp nha. Đấy, tem rồi cũng rất đẹp, nước sơn sần này. Rồi mặt tiền thì em đã quay hết rồi nha các bác, các bác cùng xem rồi nha. Series là 9687 nha, giá 25 triệu bao ship, chuyển khoản đủ vẫn bớt 200.000 cho các bác là còn 12.4 triệu 8, được tặng kèm một bộ dây ba lăng nha, trị giá là 250.000, dây cua nhật xịn nha các bác. Đây series là 9687, series cuối này, 9687 nha. Đấy, tem nhôm mắt in USA, đường tín hiệu vào là có ba lăng và 6 ly rác lưu trích này các bác. Đường vào 6 ly này các bác, trạm loa nó có hai cầu loa, phải có nhìn sáng tròn nha các bác. Tổng quan phía sau rồi em sẽ mở nội thất để các bác cùng xem luôn nha. Máy tất cả bao zin tuyệt đối hết nha các bác, hoạt động hoàn hảo nha. Vâng, đây là nội thất bên trong em đã mở xong. Đây các bác nhìn chân ốc này. Đây các chân ốc chưa, sò vương miện này các bác, C8187 và cái đuôi nghịch nhau là C8188 nha. Đây, phun vương miện nha các bác, phun vương miện nha, tổ Philips phun vương miện mới khen. Hai tăng phô, mỗi tăng phô nuôi mỗi bên nên hiệu suất âm thanh của những con Crown rất là đẳng cấp, hay tiếng bass Crown chất gọn và độ bền của những dòng Crown thì được khẳng định rồi, suốt thời điểm mà nó ra mắt cho đến bây giờ. Cọc tiền thì bác cọc khoảng 2 triệu là em ship hàng nha. Con này nặng khoảng 25kg đó các bác. Chơi loa full thì 40-50 thì vô tư rồi, chơi 2 cặp 30 rất là căng. Và các bác chơi những loa boss 2 cặp 601 series 3 nghi cực phê luôn. Thì Crown thì gift boss thì tuyệt vời các bác, nó là huyền thoại hồi giờ rồi. Nếu các bác chơi 2 cặp boss mà series 3 thì mình chơi con 1002 là ok rồi. Còn 3600 thì mình chơi lo lớn hơn, hoặc là chơi 4 cặp boss 3 lên 1 series 3 thì mình chơi con 3600. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Thì em đã hoàn thành cái video mà mở cái con que chi tiết con Crown này rồi.